Anh em đang tìm kiếm một cây vợt được hòa quyện giữa sức mạnh và sự nhẹ nhàng. Vâng, đó chính là Quang Du 6 V7 bản cao cấp. Trước tiên, anh em sẽ thấy với cái nước sơn nhám cực kỳ đẹp mắt luôn. Này, những cái họa tiết trên vợt này đấy, sẽ cho chúng ta một cái cảm giác là cực kỳ thanh thoát. Vợt với chất liệu full carbon T700 nhập khẩu chính hãng của Nissan, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn. Thông số thì in hết trên nắp cán vợt rồi. Trọng lượng 6U rơi vào khoảng 72g đấy, cực kỳ nhẹ cho anh em luôn đấy, một sự quá là thanh thoát luôn rồi. Tay cầm G4, lực căng mắc 30-32 lb, tương đương cây vợt này có thể chịu lực lên đến 14kg đấy. Với những cái công nghệ như Hitachi Frame giúp gia cố khung vợt thì cực kỳ bền bỉ và chắc chắn. Cây vợt này kết hợp thêm một công nghệ, đấy là công nghệ giáp mỏng khung vợt, tạo ra một cái âm thanh cực kỳ vang khi anh em chơi cầu nghe đã cái tai luôn. Vợt công thủ toàn diện, thân vợt ở mức trung bình sẽ giúp anh em người mới chơi hay những anh em từ tầm trung sẽ cảm giác nó dễ dàng sử dụng cây vợt khi yêu cầu cái mình thích, cực kỳ thanh thoát và nhẹ nhàng uyển chuyển trong từng cú đánh. Đấy, hay là thêm một cái công nghệ gọi là power system giúp anh em tăng cái tốc độ vượt cầu cực kỳ ngon luôn. Quang Du 6U V10 chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em mới chơi và những anh em chơi tầm trung đang tìm kiếm một cây vợt nhẹ và sức mạnh. Hãy bấm ngay vào giỏ hàng, dính em nó về nhé.